chào quý vị và các bạn. Hôm nay, ngày nghỉ cuối tuần, thời tiết ở miền Bắc khá thuận lợi cho các hoạt động vui chơi khi trời khô ráo và có nắng nhẹ vào trưa chiều. Trong đêm nay, Bắc Bộ tiếp tục chịu sự tác động của khối không khí lạnh suy yếu, nên hiện tượng sương mù còn diễn ra vào sáng sớm, tập trung nhiều ở khu vực phía Đông Bắc Bộ. Trong ngày mai, đôi lúc trời có nắng với nhiệt độ cao nhất trưa chiều, dao động trong khoảng 27 đến 30 độ ở khu vực phía Đông Bắc Bộ. Riêng khu Tây Bắc nhiệt độ cao hơn hẳn, có nơi đạt ngưỡng là 32 đến 34 độ. Sau đó, từ khoảng chiều tối và đêm ngày mai, không khí lạnh bắt đầu tác động đến khu vực Bắc Bộ, khiến cho trời chuyển nhiều mây hơn. Mưa dông xuất hiện trở lại và tập trung nhiều hơn ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt là ở các tỉnh vùng núi Việt Bắc. Cùng với mưa là quá trình giảm nhiệt, trời sẽ chuyển lạnh từ đêm mai với nhiệt độ thấp nhất đợt lạnh phổ biến là từ 17 đến 20 độ, vùng núi cao còn dưới 15 độ và cao nhất trưa chiều dao động trong khoảng 22 đến 24 độ ở phía Đông Bắc Bộ. Trước sự thay đổi về thời tiết, quý vị và các bạn nên mang theo vật dụng che mưa và sử dụng trang phục hợp lý để bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là đối với người già và trẻ nhỏ. Thời tiết ở các tỉnh duyên hải miền Trung vẫn ổn định trong đêm nay và ngày mai. Dọc theo các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An trở vào cho đến Ninh Thuận và Bình Thuận, ngày mai trời đều có nắng với nhiệt độ trưa chiều dao động trong khoảng là 31 đến 34 độ. Riêng khu vực vùng núi phía Tây các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đến Quảng Nam và Quảng Ngãi có nơi xảy ra nắng nóng với mức nhiệt khoảng 35 đến 36 độ. Sau đó từ đêm mai sang ngày đầu tháng 4, cùng với sự tăng cường của không khí lạnh từ phía Bắc, mưa dông cũng xuất hiện trở lại trên khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Cục bộ có những điểm xảy ra mưa dông mạnh kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sấm sét và có thể có cả sự xuất hiện của mưa đá, nên người dân cần chủ động phòng tránh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới, ban ngày trời có nắng nhưng cường độ nắng không mạnh như những ngày đầu tuần, nên nhiệt độ cao nhất vào thời điểm trưa chiều phổ biến từ 30 đến 33 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 31 đến 34 độ tại Nam Bộ. Trong đó, một vài nơi ở miền Đông Nam Bộ như Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai đạt mức xấp xỉ 35 độ. Lưu ý về chiều tối ở phần phía Nam, Tây Nguyên và khu vực ven biển của Nam Bộ, khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ. Trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, từ chiều tối và đêm ngày 31 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4, do hoạt động trở lại của không khí lạnh, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Đông Bắc của quần đảo Hoàng Sa, sẽ có gió Đông Bắc mạnh dần lên đến mức là cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa phổ biến là ít mưa, có gió Đông Bắc đến Đông với cường độ trung bình. Như vậy, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ chiều tối ngày 31 tháng 3, mưa dông xuất hiện rải rác trên khu vực, nên nhiệt giảm dần, trời chuyển lạnh ở miền Bắc. Trung Bộ cũng có mưa rải rác ở các tỉnh phía Bắc từ đêm mai. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rải rác vào chiều tối, nên nhiệt giảm nhẹ trong 1-2 ngày tới. Đến đây, bản tin thời tiết cuối ngày 30 tháng 3 của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!